Sân vận động Patriot Candrabaga được khởi công xây dựng vào năm 1980 ở Bekasi, tỉnh Tây Java và chính thức khánh thành vào năm 1982 với tên gọi ban đầu là Sân vận động Bekasi. Năm 2012, sân vận động này được chính quyền thành phố Bekasi cải tạo để mở rộng sức chứa. Việc cải tạo mất gần 2 năm, sân vận động chính thức mở cửa trở lại vào năm 2014 với chi phí cải tạo lên tới 450 tỷ rupia. Ngày 11 tháng 3 năm 2014, chính quyền thành phố Bekasi tổ chức lễ khánh thành và công bố đổi tên sân vận động thành Patriot Candrabaga. Hiện tại, đây là một sân bóng được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi và khán đài được bao phủ bởi mái che. Khán đài Patriot Candrabaga chỉ có một tầng, với sức chứa hiện nay là 30.000 khán giả. Mặt sân Patriot Candrabaga sử dụng cỏ Zoysia Marcella, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 2.000 lux. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Bayangkara, trong khi câu lạc bộ Persija Jakarta cũng sử dụng sân vận động này làm sân nhà trong một số trận đấu. Sân vận động Pakansari được khởi công xây dựng vào ngày 16 tháng 1 năm 2012 trên khu đất rộng 100 ha tại khu vực nhiếp chính Bogor, tỉnh Tây Java. Nó chính thức được khánh thành vào năm 2014 với kinh phí 803 tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động là trung tâm của một mạng lưới đường tròn khổng lồ. Bên trong và bên ngoài sân vận động là sự pha trộn của màu xanh lá cây và màu cam, hai màu liên quan đến cây cỏ Arenga. Sân vận động này có thiết kế mái che hình bầu dục, bao phủ toàn khán đài. Nhìn trên cao, sân vận động này có thiết kế khá cân đối. Với toàn bộ chỗ ngồi đã được lắp đặt ghế đơn, sức chứa hiện tại của sân vận động Pakansari là 30.000 khán giả. Trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 1.800 lux, mặt sân Pakansari sử dụng cỏ Zoysia Japonica đang được làm mới với kinh phí 1,9 tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động Pakansari hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persikabo 1973, đội bóng đang chơi tại Liga 1. Sân vận động quốc tế Banten được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2020 tại Serang Regency, tỉnh Banten của Indonesia. Sân bóng này chính thức được khánh thành vào ngày 9 tháng 5 năm 2022. Với kinh phí xây dựng 874 tỷ rupiah Indonesia, tương đương 60 triệu đô la Mỹ. Nó cũng đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA. Khán đài được chia thành 2 tầng, với sức chứa 30.038 khán giả. Ghế đơn được lắp đặt trên khán đài tạo thành một bức tranh khảm gồm 4 màu đỏ, xám, vàng và xanh lá cây. Khán đài chính của sân vận động nằm ở phía tây, mái che bao phủ gần như toàn bộ khán đài phía dưới. Trong khi đó, 172 đèn pha cung cấp ánh sáng với cường độ 1.500 lux được lắp đặt phía dưới mái che này. Mặt cỏ sân vận động quốc tế Banten sử dụng cỏ Zoysia Marcella. Phía ngoài của sân vận động được làm phong phú với các họa tiết đề cập đến văn hóa và truyền thống địa phương. Mặt tiền rất đa dạng với các kết cấu mô phỏng các mảnh thân tre. Bốn lối vào ở góc của sân vận động được trang trí bên ngoài với đồ trang trí lấy cảm hứng từ phong cách nghệ thuật batik địa phương và văn hóa của người Bá Quy. Sân vận động Palaran được khởi công xây dựng vào năm 2002 trên khu đất rộng 88 ha tại thành phố Samarinda của tỉnh Đông Kalimantan. Nhưng công việc xây dựng chỉ thực sự bắt đầu vào năm 2006. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 18 tháng 6 năm 2008 bởi Tổng thống lúc bấy giờ của Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kinh phí xây dựng sân vận động Palaran là 800 tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động này được xây dựng để trở thành trung tâm của tuần lễ thể thao Indonesia lần thứ 17, PON 2008. Với toàn bộ khán đài 2 tầng đã lắp đặt ghế đơn, mang đến sức chứa 35.000 khán giả cho sân vận động. Hai mái che hình lưỡi liềm bao phủ gần như toàn bộ khán giả phía dưới. Thật đáng tiếc sau khi PON 2008 kết thúc, sân vận động Palaran gần như đã bị lãng quên. Chính quyền tỉnh Đông Kalimantan với tư cách là chủ sở hữu của sân vận động không thể chi trả cho chi phí bảo trì ít nhất là 2 tỷ rupiah Indonesia mỗi năm. Trong khi không một câu lạc bộ bóng đá nào tại Đông Kalimantan mặn mà với việc chọn sân vận động này làm sân nhà. Với điều kiện và cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng, sân vận động này hiện chỉ được sử dụng bởi cộng đồng xung quanh. Tin vui cho sân vận động là Indonesia đang xây dựng thủ đô mới tại Đông Kalimantan. Nên chính quyền tỉnh này đã có kế hoạch cải tạo sân vận động Palaran để xứng tầm với sự phát triển của khu vực này trong tương lai.
Sân vận động Gelora Bandung Lautan Api, thường được gọi tắt là sân vận động GBLA, được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2009 trên khu đất rộng 40 ha tại thành phố Bandung, tỉnh Tây Java. Sân vận động này chính thức được khánh thành vào tháng 3 năm 2013 với kinh phí xây dựng 545 tỷ rupiah Indonesia. Nó đã trải qua một đợt cải tạo nhỏ trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2016. Sân vận động GBLA được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với toàn bộ chỗ ngồi được bao phủ bởi mái tre, trong khi khán đài liền mạch được lắp đặt toàn bộ ghế đơn là loại ghế gập. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 38.000 khán giả. Mặt sân GBLA sử dụng cỏ Zoysia Marcella, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 2.400 lux. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persib Bandung. Sân vận động Batakan được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 18 ha vào ngày 10 tháng 6 năm 2010 tại thành phố Balikpapan, tỉnh Đông Kalimantan của Indonesia. Nó chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 9 năm 2017. Kinh phí xây dựng sân vận động này lên đến 1,2 nghìn tỷ rupiah Indonesia. Thiết kế sân vận động Batakan lấy cảm hứng từ sân vận động Emirates nổi tiếng của câu lạc bộ Arsenal, với mái tre bao phủ toàn khán đài. Tuy nhiên, mái tre này được đỡ bởi các cột chống nằm trên tầng 2 của khán đài, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của khán giả ở một số vị trí ngồi. Khán đài Batakan có 2 tầng ở cả 4 mặt, và hiện tại 90% khán đài đã được lắp đặt ghế đơn là loại ghế gập tiện lợi, có 3 màu sắc là xanh, trắng và ghi. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 40.000 khán giả. Nhiều cơ sở vật chất của sân vận động Batakan đạt tiêu chuẩn của FIFA, bao gồm mặt sân sử dụng cỏ Zoysia Marcella. Trong khi đó, với việc lắp đặt 270 đèn LED, dàn đèn sân vận động này có công suất chiếu sáng 2.300 lux. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persiba Balikpapan. Đội bóng đang chơi tại Liga 2 Indonesia. Tọa lạc tại làng Harapan, quận Đông Sentani, Jayapura Regency, tỉnh Papua. Sân vận động Luka NMB được xây dựng để phục vụ tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia lần thứ 20, PON 2021. Công trình được khởi công vào ngày 19 tháng 12 năm 2016 trên khu đất rộng 13,7 ha với tên gọi ban đầu là sân vận động Papua Bangkit. Công việc xây dựng sân vận động hoàn thành vào tháng 6 năm 2019. Sân được khánh thành vào ngày 23 tháng 10 năm 2020 và chính thức đổi tên thành Luka NMB. Chi phí xây dựng sân vận động Luka NMB là 1,3 nghìn tỷ rupiah đến từ quỹ tự trị đặc biệt và ngân sách quốc gia của Indonesia dành cho tỉnh Papua. Sân vận động Luka NMB có sức chứa hơn 40.000 khán giả, ghế trên khán đài tạo thành một bức tranh được khảm bằng 3 màu sắc đỏ, trắng và xám. Tất cả cơ sở vật chất của sân vận động đều đạt tiêu chuẩn quốc tế nên có thể sử dụng cho các hoạt động thể thao đẳng cấp Olympic. Loại cỏ được sử dụng tại sân vận động là cỏ Zoysia Marcella. Đường chạy điền kinh tổng hợp tại sân vận động Luka NMB cũng được chứng nhận hạng nhất theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Điền kinh Quốc tế IAAF, trong khi hệ thống chiếu sáng có công suất 1.800 lux. Bên ngoài sân vận động được bao quanh bởi các họa tiết trang trí mặt tiền bằng thép cong, làm nổi bật các hình chạm khắc đặc trưng của người Papua, tạo thêm điểm nhấn cho sân vận động tráng lệ này. Đây cũng là một trong những sân vận động sở hữu cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp mắt tại Indonesia, với núi non trùng điệp bao quanh. Hiện tại, sân vận động Luka NMB đang là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persipura Jayapura, đội bóng đang chơi tại Liga 2 Indonesia. Sân vận động chính Riau được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2009 trên khu đất rộng 66,4 ha tại thành phố Pekanbaru của tỉnh Riau, Indonesia. Với diện tích xây dựng là 7,4 ha, nó chính thức được khánh thành vào ngày 9 tháng 9 năm 2012, với tổng kinh phí xây dựng lên tới 1,2 nghìn tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động này được xây dựng để trở thành địa điểm chính của tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia 2012. Đây là một trong những sân bóng có thiết kế đẹp tại Indonesia. Trong đó, thiết kế cấu trúc mái và mặt tiền khiến sân vận động giống như một con tàu vũ trụ với các dầm lớn dốc dọc theo khu vực khán giả, gần như bao phủ toàn bộ khán đài phía dưới. Khán đài sân vận động chính Liao có thiết kế hai tầng đều nhau ở cả bốn mặt. Toàn bộ khán đài đã lắp đặt ghế đơn,
mang đến sức chứa 40.700 khán giả cho sân vận động này. Mặt sân sử dụng cỏ lá gừng, đến thời điểm hiện tại chất lượng mặt sân này là rất thấp. Kể từ sau khi tổ chức PON 2012, việc khai thác kém hiệu quả dẫn đến sân vận động gần như bị bỏ hoang phần lớn thời gian từ đó đến nay khiến cơ sở vật chất tại đây bị xuống cấp trầm trọng. Gelora Bung Tomo được biết đến là một trong những sân vận động cuồng nhiệt bậc nhất tại Indonesia. Được khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 2008, trên khu đất rộng 100 hectare tại thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java. Sân bóng này chính thức được khánh thành vào ngày 11 tháng 8 năm 2010. Với kinh phí xây dựng khoảng 452 tỷ rupiah Indonesia, sức chứa ban đầu của sân vận động Gelora Bung Tomo là 55.000 khán giả. Trong giai đoạn từ 2019 đến 2020, sân vận động này đã trải qua quá trình cải tạo nâng cấp lớn để phục vụ FIFA U20 World Cup và giờ là FIFA U17 World Cup vào cuối năm nay. 100 tỷ rupiah Indonesia đã được chi cho một loạt cải tạo để sân vận động này đạt tiêu chuẩn khắt khe của FIFA, bao gồm việc lắp đặt bảng điểm ở khán đài phía Bắc, sân lại và sửa chữa mặt tiền, đồng thời bổ sung thêm ghế ngồi cho sân vận động để biến nó thành một sân vận động có đủ chỗ ngồi phù hợp. Các ghế được sắp xếp theo kiểu khảm trên nền màu xanh lá cây tượng trưng cho màu áo của đội chủ nhà Persebaya. Sức chứa của Gelora Bung Tomo giảm xuống 45.000 khán giả như hiện nay. Mặt sân Gelora Bung Tomo sử dụng cỏ Zoysia Japonica, trong khi dàn đèn chiếu sáng có công suất 2.400 lux. Sân vận động chính Gelora Bung Karno chính là trái tim của khu liên hợp thể thao này. Kinh phí xây dựng sân vận động được tài trợ một phần từ Liên bang Xô Viết. Hoàn thành ngày 12 tháng 7 năm 1962, đây từng là một trong những sân vận động lớn nhất thế giới, khi có thời điểm sức chứa của nó đạt đến 110.000 khán giả. Sức chứa của sân đã giảm xuống 2 lần sau khi cải tạo. Lần đầu tiên là xuống còn 88.306 chỗ ngồi vào năm 2006, và lần thứ hai là xuống còn 77.193 chỗ ngồi sau khi nó được cải tạo cho Đại hội Thể thao Châu Á 2018. Sân vận động này nổi tiếng với mái che hình chiếc nhẫn, được gọi là Temu Gelang, nghĩa là chiếc nhẫn khổng lồ, được thiết kế để che phủ cho khán giả và tăng vẻ hùng vĩ của sân vận động. Tên gọi ban đầu của sân vận động này là Senayan, và chính thức mang tên sân vận động chính Gelora Bung Karno kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2001. Hiện tại, đây vẫn là sân vận động quốc gia của Indonesia, và là một trong những sân vận động tốt nhất châu Á hiện nay. Sân vận động quốc tế Jakarta chính là sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất Đông Nam Á hiện tại. Được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 22 hectare vào tháng 3 năm 2019 tại Tanjung Priok, Jakarta. Nhưng mãi đến tháng 9 năm 2019 việc xây dựng sân vận động mới thực sự bắt đầu. Sân bóng này chính thức khánh thành vào tháng 4 năm 2022 với kinh phí xây dựng 312 triệu đô la Mỹ. Đây là sân vận động có máy thu vào có sức chứa lớn nhất ở châu Á hiện nay. Mái che của sân vận động quốc tế Jakarta có tổng khối lượng lên đến 3.900 tấn. Trong đó phần mái che có thể thu vào được làm bằng màng ITFI và dài 100 mét. Sân vận động này được thiết kế gồm các khán đài 3 tầng với tổng sức chứa 82.000 khán giả. Sân sẽ có tổng chiều cao 73 mét, trở thành một trong những sân vận động cao nhất thế giới. Hình dạng của sân vận động được lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của người Betawi. Mặt ngoài của sân được thiết kế theo phong cách sọc hổ dựa trên linh vật của câu lạc bộ Persija Jakarta, trong khi ghế ngồi được phối màu ngẫu nhiên dựa trên màu áo của Persija. Sân vận động quốc tế Jakarta có một đài quan sát ở bên dưới mái che. Đài quan sát nằm ở độ cao 70 mét so với mặt đất và có tầm nhìn 180 độ. Dù là sân bóng lớn nhất Indonesia hiện tại, đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia vẫn chưa có trận đấu chính thức nào trên sân vận động này.